Để chúng ta qua cái câu hỏi tiếp theo. Sư con hỏi là khi con thành lập một nhóm Phật tử tu tập, nhóm đã duy trì được 6 năm, nhưng thời gian gần đây phiền não quá nhiều khiến con muốn lui về và giải tán nhóm. Như vậy đó, con có tạo nghiệp không? Vì khi con giải tán nhóm thì sự tu tập thỉnh sư thuyết pháp cho nhóm giúp mọi người thì được cúng dường, được phục vụ sẽ không còn nữa. Vì là nhóm Phật tử thanh thiếu niên, như vậy con có tạo nghiệp không thưa sư? Quý vị làm sư nhớ đến một cái một cái bài mời kệ trong Kinh Pháp Cú á, là nếu không gặp bạn đồng hành hiền minh chân chánh hiểu rành lối đi, như voi bỏ nước vong suy như vua bỏ nước vong suy, như voi rừng thẳm thà đi một mình đó, thà rằng chiếc bóng độc hành rồi hình như là còn hơn gần gũi những cái kẻ ngu. Thì nó như thế này, cái quan trọng á, là cái tiêu chí mà cái nhóm của vị là tiêu chí như thế nào. Ví dụ như cái tiêu chí đó là một cái nhóm nó phải tu tập, nó phải có cái sự hành trì, nó phải có sự hành trì. Nhưng mà sau một cái thời gian đó thì họ không có hành trì nữa, mà nó thành một cái nhóm gì đó, ví dụ như là tán dốc, phí thời gian, hoặc là thành một cái nhóm bất thiện. Ngay cả, sẽ nói ngay cả như vậy đó, thì cái chuyện mà quý vị có thể làm đó, đó là nhường lại cho người khác, có nghĩa là thôi ai muốn quản lý cái nhóm này thì quản lý, tôi lui, tôi không theo cái nhóm này nữa, bởi vì nó không còn như cái đường hướng ban đầu mà tôi đã định ra đó. Nó vậy thôi. Còn cái chuyện những cái con người còn lại đó, cái nghiệp của họ như thế nào là chuyện của họ. Còn giả như là một cái nhóm mà tệ quá, tôi nói là tệ quá, có nghĩa là tà kiến, rồi phá giới, rồi ăn chơi sa đọa. Đương nhiên cái nhóm này thì không phải là cái nhóm Phật tử rồi, mà sư giả sử như là một cái nhóm mà bạn ở ngoài đời đó, mà nó là một cái nhóm ăn chơi đó, thì quý vị chỉ đơn giản là quý vị giải tán đám đông, mà như là một cái dịch Covid này là giải tán đám đông, là không có tụ tập gì hết trơn á đó. Nhưng mà khi mà một nhóm mà quý vị thấy là họ còn có cái sự lợi lạc, ví dụ như là họ còn có cái sự nghe pháp, còn có sự cung kính cúng dường, còn có sự tu tập, mặc dù là dù ít dù nhiều thì có, thì vẫn cứ là có đó, thì quý vị chỉ đơn giản là lui về. Nếu mà quý vị thấy không hoan hỷ nữa thì không ai ép quý vị mà cứ phải gồng mình lên để mà chịu đó, thì quý vị có thể lui về, rồi thì ai muốn tiếp quản thì tiếp quản, mỗi người đi theo cái nghiệp của mình, quý vị thì có nghiệp của quý vị, họ có nghiệp của họ đó, chỉ đơn giản vậy thôi.